Với PowerPoint 365, khi bạn vào Design, chọn Design Ideas, PowerPoint sẽ mở ra một bảng chứa các bố cục do trí thông minh nhân tạo thiết kế sẵn. Những họa tiết vô cùng sáng tạo sẽ được tự động thêm vào trong slide. Chỉ trong tích tắc, chúng ta đã sở hữu miễn phí hàng loạt những bố cục vô cùng ấn tượng và đột phá. Đặc biệt hơn nữa, khi mình nhấn See More, PowerPoint sẽ tặng thêm chúng ta vô vàn những bố cục tuyệt vời khác mà nếu như chúng ta tự thiết kế thủ công thì rất tốn thời gian và độ thẩm mỹ có khi còn chưa đạt tới. Không chỉ riêng nội dung chữ mà Design Ideas còn dùng được với cả hình ảnh. Rất phù hợp khi bạn đang muốn tăng thêm tính chuyên nghiệp và đẳng cấp cho slide giới thiệu về hình ảnh sản phẩm. Chưa dừng lại tại đó, Design Ideas còn giúp bạn dễ dàng xây dựng những bộ sưu tập ảnh vô cùng sáng tạo. Với những ai đang làm trong ngành thời trang, kiến trúc, nội thất, ẩm thực thì tính năng này thực sự sẽ là cánh tay phải đắc lực để giúp chúng ta nhanh chóng thiết kế được những album ảnh, lookbook giới thiệu về hình ảnh sản phẩm, dịch vụ một cách chuyên nghiệp. Kỳ diệu hơn nữa, Design Ideas còn hỗ trợ kết hợp giữa cả chữ và ảnh. Qua đó chúng ta sẽ dễ dàng sáng tạo nên những slide tiêu đề với chất lượng xuất sắc. Và đây mới chính là yếu tố đỉnh cao nhất. Với những theme khác nhau trong PowerPoint, chúng ta lại có thêm những bố cục hoàn toàn mới trong Design Ideas. Nội dung chữ và hình ảnh sẽ tự động được lắp vào họa tiết của theme tương ứng. PowerPoint cung cấp cho chúng ta khoảng 45 theme. Cấp số nhân lên, chúng ta sẽ sở hữu hàng nghìn những bố cục khác nhau miễn phí có sẵn trong Design Ideas. Thậm chí chúng ta còn có thể ứng dụng được Design Ideas với slide bao gồm một tiêu đề, một đoạn văn và hình ảnh. Đây có lẽ là cấu trúc nội dung phổ biến nhất trong một buổi thuyết trình, một bài giảng hay trong hồ sơ giới thiệu về năng lực nhân sự của công ty. Với slide có nhiều hình ảnh, Design Ideas vẫn có thể xử lý một cách rất thông minh để hài hòa với nội dung chữ. Design Ideas thực sự đã đưa PowerPoint lên một đỉnh cao mới trong thiết kế. Và cuối cùng, Design Ideas còn ứng dụng được với cả slide chứa bảng và biểu đồ. Qua đó giúp cho những slide báo cáo tổng kết của chúng ta không bị quá nhàm chán, đơn điệu. Cùng tham gia khóa PowerPoint Online tại niceslide.com để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 bao gồm đầy đủ Design Ideas cùng các tính năng mới đột phá nhất của PowerPoint.